thời gian thú vị và dễ bị chú tâm vào những chi tiết về bể bơi, sàn gỗ cứng hay bề mặt kệ bếp bằng đá granite. Nhưng quy trình mua nhà lại có thể phức tạp, trong khi nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khoảng thời gian thực sự cho việc mua nhà, thì có một số bước chung cho hầu hết tất cả các trường hợp mua nhà. Đầu tiên, quyết định xem quý vị có thực sự sẵn sàng chưa. Trước khi mua nhà, quý vị cần nắm rõ về tình hình tài chính sẵn có của mình, bao gồm thu nhập, nợ, khoản tiết kiệm và các chi phí, rồi đến cố gắng để trở thành một ứng viên vay mượn tốt. Điểm tín dụng của quý vị càng cao thì có thể nhận được mức tiền lời càng thấp, nên các nhà tư vấn tài chính đôi khi sẽ khuyến nghị khách hàng của họ nên trả hết hoặc trả bớt các khoản nợ tín dụng hay nợ xe. Sau đó xin công văn phê duyệt trước và lập ngân sách của quý vị. Nhận được phê duyệt trước cho khoản vay mượn tiền có nghĩa là một chuyên viên cho vay đã kiểm tra báo cáo tín dụng và tình hình tài chính của quý vị và tin rằng quý vị đã được chỉ định một khoản vay nhất định. Thư phê duyệt trước sẽ mang đến thế mạnh mua nhà khi quý vị đã sẵn sàng đưa ra đề nghị mua. Nó cũng cho biết ngân hàng sẽ cho quý vị vay bao nhiêu. Điều đó không luôn luôn đúng với con số quý vị cảm thấy mình có khả năng trả. Vì vậy, hãy chắc chắn xác định trước con số mà quý vị sẵn lòng chi trả. Tiếp đến, quyết định về một căn nhà. Chọn lọc những căn nhà sẵn có bằng cách xác định những gì quý vị thực sự muốn về ngôi nhà của mình. Chuyên địa ốc của quý vị, nếu có, sẽ giúp sắp xếp việc xem nhà. Khi mua nhà, không bắt buộc phải có một chuyên viên địa ốc, nhưng họ có thể giúp quá trình này thuận tiện hơn cho quý vị. Sau đó, đưa ra đề nghị mua. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến đề nghị của quý vị, như ngân sách của quý vị, điều kiện thị trường hiện tại, và ngay cả căn nhà đó đã ở trên thị trường bao lâu. Và giá bán không phải là yếu tố duy nhất để cân nhắc khi đưa ra quyết định. Quý vị cũng có thể thương lượng các sửa chữa cần thiết, bên nào sẽ trả các chi phí đóng hồ sơ và một số mục khác. Hiện quý vị có thể chưa có chìa khóa trong tay, nhưng nếu đã đi đến bước này thì quý vị đã gần đến đích để làm chủ căn nhà. Thank you for watching channel Eric Hua, Philadelphia, and see you again.